Xin chào mừng các bậc phụ huynh và toàn thể các bé đến với ngày hội bé vui khỏe của trường mầm non Dương Đội ngày hôm nay. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bé đến với tiết mục Nhịp điệu tuổi thơ do các bé khối 5 tuổi trình diễn. Thưa các bậc phụ huynh, thưa các
thầy giáo, cô giáo và các con yêu quý. Mỗi chúng ta ai cũng biết, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc. Sức khỏe của mỗi con người tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó rèn luyện thể dục thể thao đóng vai trò hết sức quan trọng. Của sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Thấm nhuần lời dạy của người, hôm nay cô và trò trường mầm non Dân Lộ đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác. Để góp phần quan trọng cho ngày hội của cô và trò chúng tôi hôm nay, phải nói đến sự ủng hộ đóng góp quan trọng của hơn 1.000 phụ huynh học sinh trong nhà trường. Chúng tôi biết rằng các quý vị đều đang rất háo hức chờ đợi để nhìn thấy thành quả của mình sắp tỏa sáng trên sàn diễn. Điều đó đang được thể hiện từ ánh mắt và nụ cười của mỗi bậc phụ huynh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, và không để các quý vị chờ lâu hơn nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc ngày hội bé vui khỏe năm học 2016-2017. Xin kính chúc các quý vị đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin được thông qua chương trình ngày hôm nay. Một, chương trình phát quà và nhận quà Giáng sinh. Hai, màn đồng diễn của các khối 4 tuổi, nhà trẻ 5 tuổi và 3 tuổi. Ba, tham dự hội chợ. Sau đây chương trình màn đồng diễn với chủ đề Bé vui khỏe xin được phép bắt đầu.
kiếm xe và bác tuổi đó. Xin mời tất cả các bậc phụ huynh cùng các bé hãy đến với màn đồng diễn của khối 3 tuổi với bài hát Nhà Mình Rất Vui. Thank you.
này nghệ thuật đẹp mà đồng diễn của chúng mình nhé. Cô Thắm ơi, cô Thắm thấy rằng là hôm nay các bé 5 tuổi đã rất tự tin để biểu diễn và đồng diễn ngay giờ đấy, và điều đó sẽ được chứng minh ngay bây giờ với vũ điệu Niên Khúc Bóng Băng và Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Xin quý vị hãy dành cho các bé một tràng pháo tay thật to. Đất trời.